Xin chào anh em nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, trong cái video ngày hôm nay thì là một cái ngày nó mưa rất là to nha các bạn ơi. Cho các bạn xem trời đang mưa rất là to ở cái chỗ mình, nó ngập cái bố nó đến nơi rồi. Thế cho nên là anh em mình lại không đi thả diều được, không đi tép diều được. Ngày hôm nay anh em mình sẽ đi câu nhá các bạn nhá, lâu lắm rồi anh em mình không đi câu. Thế cho nên là ngày hôm nay hai anh em mình sẽ đi câu. Ngày hôm nay hai anh em mình đi câu đài các bạn ạ. Đấy. Nghe nói là câu đài nó rất là thú vị. Và nó thú vị hơn là câu lăng xê mới lại kiểu câu các kiểu ấy. Thì nó thấy bảo là câu đài là cái câu thú vị nhất. Thì ngày hôm nay anh em mình đi câu đài. Không biết là câu chảy mưa này nó có được không? Nước nó chảy này, nó cứ nhiều kiểu như suối thế này thì không biết là có câu được hay không. Tí mình phải đến mình phải hỏi. Mình phải hỏi chủ hồ xem có hôm nay có mở câu hay không. Mình cứ thích câu thì mình câu thôi nhỉ. Nắng mưa nó quan trọng đéo của mình nhỉ. Phải không? Câu xong trả tiền nhỉ. Nắng mưa là việc của chúng mày phải không? Đấy, kiểu như thế các bạn ạ. Tí đến hồ thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Anh em mình đang đi. Cái đường ở chỗ mình nó hơi bị đẹp một tí các bạn ạ. Các bạn thấy không? Đấy, ông kia ông đang đi nó xóc quá, nó kiểu như cưỡi ngựa ấy. Anh em có thấy ai ta đi chơi đi câu cái trời mưa rào ấy. Như mình được. Chỉ có mình thôi. Nghiện cũng không nghiện mà mình câu cá thì nói thật là mình không nghiện đâu, bình thường thôi. Nhưng mà có thời gian rảnh là mình đi. Trời mưa này chắc là cá nó không ăn. Nhưng đối với mình thì không có cái điều gì là mình không làm được các bạn. Điều 100% nói được là làm được. Đó. Chủ hồ chưa thấy mặt mình đâu. Nhưng mà tí nữa chủ hồ nhìn thấy mặt mình chắc bảo hai thằng này nó bị điên lắm. Dạ thế. Không điên thì cũng chập mày. Câu. Đây rồi, có chỗ ngồi của người ta đi em ơi. Điên, đi ra chỗ gần kia kìa. Nào. Gần chỗ sấy kìa. Chỗ sấy nào? Chỗ sấy nào? Dạ. Hả? Đâu? À, gần chỗ cây ấy, cây... Cái nào? Trên kia kìa. Tận góc trong đấy á? Ừ. Ngồi tận góc đấy á? Ừ. Ngồi cái chỗ này nó không sướng hơn à? Không. Ngồi cái chỗ đấy nó vẫn ướt mà. Ngồi cái chỗ đấy nó vẫn ướt mà. Cái cá cổ này ở đây này. Thấy người ta hay câu được ở đây này. Anh thấy người ta hay câu ở đây này. Chị anh. Thì ra mình ngồi á, tội gì. Wow. Con này dày quá. Cái gì cất nào. Đánh đấy. Cái tay dày anh đẹp hơn mày rồi. Wow. Cơ bắp có. Anh gì kêu rồi. Bà chủ ơi. Ú ơi. Một con đi chơi với U đây. Ú ơi. U. U ơi. Ui. Ngồi đâu? Anh Tuy Anh. Ừ. U đâu? Chấm đen. Hả? U đâu? U đâu? Chỗ này nó câu chấm đen đây này, nó có cả ốc đây này. Mình xuống đi dây chứ gì à? Đi đâu? Đi đâu? Dưới này này. Ở chỗ này đúng câu chấm đen rồi. Này câu chép câu đéo đâu nhỉ? Ồ, tăm sủi nhiều thế. Ngoài. Tăm á. Ừ, tăm đi lên. Là tăm. Bà gì nhỉ? Bà gì nhỉ? Bà gì? Bà chủ tên là gì nhỉ? Bà tôi đưa tôi ra đầu làm. Tên là gì? Ua, ua, cứ gọi ua. Ua, hai thằng Yên. Chép nào. Mang cái ghế ra đây mà đặt. Hả? Mang ghế đây. Mang đây, mang đây. Cái ô này phải cho nó thẳng đứng lên để mà ngồi ấy nhỉ. Anh em ạ, sau khi nặn mồi xong hết rồi, mình được một cái thau mồi như này, bây giờ mình sẽ giặt dần các bạn nhé.
ra cần mà đi ẻ quần ẻ lắm. Đúng rồi. Được rồi đấy, đúng tầm nhìn đấy, đúng tầm nhìn đấy. Các bạn không nhìn thấy không? Tí lên cá rồi các bạn không nhìn thấy rồi. Ok nha. Đây là một anh giai cần thủ ngồi cạnh mình, từ lấy giờ được hai con rồi. Siêu khủng. Hai con này giật bay mồm này. Giật bay mồm luôn này. Thôi đừng cho với anh ạ, nó lại tụt như con nãy. Anh giai cao thủ mồi chép nhưng toàn rô, cần vợt không anh? Không cần. Đấy, mồi chép thôi tuần này. Mồi chép nhưng toàn rô thôi. Cái này rỉa nó không tan mà ơi. Có rỉa nó tan nhưng nó chậm hơn. À. Tan đều. Mày câu cá to. Nó đỡ bị cá phá. Anh ném nó phải xa hết cỡ rồi, tại vì tí em không ném được đâu, em toàn vứt thôi. Anh đang đo đấy. À. Câu mãi không được, được sư phụ sang chỉ. Đây đang cân thao, cân mặt cái thao đi. Câu được nó đều ra. Một đúng không? Vâng. Ui, đang một cần kia to, một cần đấy. Hết rồi ngay. Nó nhẹ. Một cái cần nó láng lệch hết rồi. Cần kia nó dài, nó to. Đang đánh cần dài quen. Bảo sao em lấy áo ra là lấy giờ anh móc cái này à? Ừ, đánh cái này này. Bảo sao anh cứ ném mãi, em tưởng anh ném vẫn cái cám như này có tan hết. Tại vì là cái mùa này cá con nó nhiều, ngoài cái này nó đỡ bị cá nó khó. À vâng. Mùa này mùa chấm mà anh. Ừ, chấm đen, chết, nó ăn hết này. À. Vâng. Cái này nó ăn nó vẫn cứ rút mất phao phải không anh? Mất phao. Vâng. Một là mất phao, hai là mình phải phú. Vâng. Nhưng phao tồn nhập lên. Ừ. Đấy nó có tâm sẵn rồi mà. Vâng. Khả năng ở đấy. Hiện tại anh em mình đang đổi chỗ các bạn ạ. À, anh em mình ngồi ở đấy nó mưa mà nó lắm rồ phi quá. Đợi mãi nó ngớt mưa anh em mình lại đang đổi chỗ. Đấy, đổi chỗ sang một cái hồ khác anh em ạ. Đấy. Và mình vừa mới đi mua cái bộ này. Bộ này mới bộ cắm hạt để mình đỡ phải trộn đấy các bạn ạ. Câu cho nó đỡ ấy, đỡ vất vả. Giờ là mình sẽ đi test cái cắm hạt này xem là nó có ok hơn hay không. Với những cái thành phần móm như mình, liệu cắm hạt nó có giúp mình chống móm được hay không thì anh em phải đi mới biết được. Ok, get go, hồ đâu? Hồ đây á? Đi thẳng đi. Rẽ bên này. Hả? Rẽ đâu? 200m mà. Kia đấy. Hồ kia á? Phải không? Phải. Đúng rồi. Đúng, quay đầu. Ok, get go. Đường trơn lắm em, đi cẩn thận em. Xem địa điểm hồ mới nó thế nào nhá. Mình đang có mặt bên hồ câu cầu Gụ các bạn ạ. Đấy, cầu Gụ Yên Thế, Bắc Giang. Nào. Get go. Rồi, hình như đến rồi. Đâu á? Ai, đông lắm, đông lắm. Úi giời. Úi chật. Kín rồi. Wow. Này ngồi đâu? Đây rồi. Rồi được. Báo cá. Báo cá. Đây rồi. Rô phi à? Từ từ. Nhìn quay ở cần thế này, đứng ra xa quay cả cái dượng cần nó cong này. Nổi luôn rồi, đi mẹ con này. Nó lại yếu nổi luôn rồi. Con này nó yếu. Cứ cận nó, mà cứ từ từ cận. Quay làm mẹ. Nó vào mẹ. Vâng, vào mẹ nó cắt mà. Đứng lại. Anh Hòa lấy em cái vợt kia anh Hòa.
chở xe lưng đứng ngang mặt luôn, quay. Đây, đây ở đây rồi. Sắp chết rồi anh ạ, mùa sắp chết rồi. Trời ơi, dừng rồi, mất đây. Đây này còn nói sắp chết. Lấy vào đây, lấy vào đây, lấy vào đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây. Quay, 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 cảm giác một tí đi. Đấy, nổi, nổi đấy. To nhỉ? To. Cá này rất giỏi, nó đi khắp ao luôn. Con này to quá. Con này nó bầu 7 cân rồi. 7 cân hơn rồi. Nào, cho nó vào đi anh em. Thôi đi. Thôi, cho nó vào. Không cần. Đấy, vâng lên. Cá vào bọt rồi. Rồi xong. Thôi, được rồi, đi về thôi. Rồi. Ô, con này 8 cân, 7 cân không hết rồi. Con này giống con lợn nào. Ô, 3 ngày được hẳn con cá. Đây nhá, mày nhìn xong mà tao vào tao con thử nhá. Ok anh. Ngoài. Ê. Mình vừa lễ hội. Ngoài đó. Bế kéo rồi. Ủy. Con này nó phải rơi vào tầm 7 cân. Mấy? 7 cân hơn, 7 8 8 cân 9 cân. Không. Không không đến 9 cân, nó chỉ tầm 7 cân thôi. Quá dã man. 7 8 cân ấy. Ồ. Con này yếu cá đéo hả nhỉ? Con này yếu chứ. Mẹ mới mẹ cá cá to. Cá mới thả. Nhốt cá mới thả sáng nay. Vâng. Mấy cân? 6 cân à? 6 cân. 7 cân. Gần 7 cân, 6 rưỡi. Nếu mà cân chuẩn của nó phải lên 7 cân. Ừ. Đúng rồi. 6 7 cân nha. Bây giờ con cá mà cân cân tặng làm sao? 6 7 cân. Chưa bao giờ mình nhìn thấy con cá nào nó to như này các bạn. Thế mày nên mình nhìn chấm đen nó mới cơ, nó còn dài. Chưa bao giờ nhìn thấy con cá nào nó 9, to như này. 9 cân. Quá dã man. Đây là cân tạo hay là. Ok anh em mình đang trên đường đi vào từ bé giờ lần đầu tiên mình câu được con cá nó to như này. Lần đầu tiên anh em ạ. Nói chung là cái cảm giác mà lúc mà nhấc con cá lên nó khó tả, kiểu mình đi câu mình móm nó nhiều nó quen rồi không? Thế đâm ra cái lúc mà nhấc được con cá nó lên mà cái cảm giác nó cắn ấy. Nó khó tả, mặt nó đần như nói bảo bậy, mặt nó đần như cứt ngâm ấy, quê vãi đàn luôn. kiểu nó sung sướng không? À, không, nếu mà anh em đã từng đi câu mà đã từng bị móm nhiều rồi mà thử một lần nó được giật con cá to như thế này ấy thì nó nói chung là nó khó tả lắm. À, sáng nay mình đến từ 6 giờ và 8 giờ là nhà hồ ở bồi cá ấy. Đấy, thế xong mà cá nó đi ăn luôn đến tận trưa, đến là không phải là đi ăn luôn mà phải đến tầm trưa thôi. Hiện tại bây giờ anh em mình về là bắt đầu là hơn 12 giờ rồi. Hơn 12 giờ rồi anh em bắt đầu từ nhà hồ về. Phải nói nó đi ăn quá lâu ngồi móm đang định đi về các bạn. Đang định đi về là bắt đầu là chơi được ấy. Có nghĩa là hôm nay ở hồ là mình duy nhất mình là cái thằng đầu tiên mà câu được con cá to như thế này. Đỉnh không? Mày thấy anh đỉnh không? Quá đỉnh, quá. Con cá to này về có biết làm cái món gì cả. Ok các bạn. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Nói chung là cũng cảm ơn khá là nhiều bài mồi của các bạn mà các bạn đã cho mình chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm câu đài chép. Ok, cảm ơn tất cả anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và một chia sẻ ở kênh nhá. 3 hôm đi câu mới được một con cá như thế này đấy các bạn ạ. Con cá này giỏi nhất, các bán tầm 500-600 nghìn nhưng mà mình đi câu 3 hôm nay là 3 là 2 ca là 6 900 rồi, mất 900 gọi là mất triệu rồi. Mới được một con cá to như này, nếu mà bỏ 1 triệu ra mua là không phải đi vất vả như này. Nhưng mà được cái là nó vui. Ok, bye bye tất cả anh em nhé. Bye bye.